Vâng, cái cảnh xa đét thân chào anh chị. Hôm nay thì mình sẽ lên hàng 100 củ phôi giao cho khách. Khách đặt ghép là 3, 4, 5 màu. Cẩm thạch 3, 4, 5 màu, dáng bay bonsai, đặc sĩ nha, đặc sĩ giá rất là đẹp. Mình vườn của mình nó là một trong những vườn đó là nhận đặt ghép sĩ lẻ. Và cam kết đó là sẽ chuẩn 3, 4, 5 màu cẩm thạch khi mà khách đặt nha. Mình kiểm tra thử một chậu này. Đây. Màu trắng, màu tím. Màu này là màu cẩm thạch phớt hồng rất đẹp luôn. Ghép vào trong một cái bonsai như thế này. Đẹp không? Mình đang tỉa bo lại cho nó gọn lại xong mới quấn bao. Rồi phía dưới mình sẽ quấn sấp muối những cái củ trước khi là tấn hàng lên xe. Mình ghép tính ra là cũng 3 tháng rồi. Từ lúc vô chậu đến giờ. Xong rồi ghép luôn là tầm 3 tháng á. Bây giờ là nó rất là cứng vo cũng như là đã ra hoa lai rai luôn. Về khách chỉ còn là hiện tại vườn là đã kê lại đợt này trước khi tấn lên xe. Về thì khách mình là sẽ dưỡng cho nó ra mầm, ra tược non. Rồi có thể là bán luôn cũng được nữa, tại chỉ hai lần kê rồi. Hiện tại thì mình cũng có những cái lô mà sức lẻ cho anh chị đăng trên YouTube đó. Còn cái này thì khách đặt sĩ. Mình sẽ giao trước 100 chậu. Hiện tại là mình vẫn còn trong quá trình đó là nhận ghép cho cái dịp Tết. Mình xem cái lô Mỹ Xin bên mình nhé. Đây là cái lô Mỹ Xin bonsai dáng bay. Chuẩn bị mình sẽ tỉa tàn tròn cho nó. Tết mình xuất luôn. Khá tuyệt vời, khách hỏi khá nhiều luôn. Là nếu mà bán củ phôi thì giá của mình là sẽ rất là rẻ cho anh chị về để dưỡng tàn. Còn khách của mình là hiện tại là đang đặt sỉ, là làm theo kiểu Mỹ Xin đó, tỉa tàn tròn luôn, tết lấy. Mà đây là những cái gốc rất là to nha anh chị. Hiện tại cái giá thị trường mà nếu mà tỉa tàn tròn Mỹ Xin theo dáng bonsai thế này nó sẽ ở tầm giá là 1 triệu đến 2 triệu. Những củ to có thể là 5 triệu là chuyện bình thường à. Vườn mình thì bây giờ sẽ nhận bắt đầu. Mình vào công đoạn là tỉa tàn tròn cho khách sĩ của mình. Như chậu thế này. Có hế sẵn rồi, giờ chỉ còn là dưỡng tàn thôi. Khá là đẹp luôn. Hiện tại mình đang nhận những cái đơn sỉ tỉa tàn tròn Mỹ Xin 50 chậu. 50 chậu là sẽ để giá sỉ. Còn nếu mà lẻ tỉa tàn tròn Xin tết lấy thì mình sẽ tính theo giá lẻ. Và đặc biệt là giá của mình sỉ lẻ cũng là giá tại vườn. Nên anh chị sẽ cảm thấy là cái giá của mình rất là hợp lý. Anh chị yên tâm nhé. Ok. Hoa của Mỹ Xin là màu này. Đặc biệt là cái màu Mỹ là nó sẽ rộ hết nguyên một cái cây luôn, rất là đẹp. Nó ra dạng chùm chùm đó anh chị. Loại Mỹ Xin đó thuộc dạng là hoa chùm. Tự rụng luôn. Nếu mà để Tết thì khỏi nói rồi. Tết thì nói chuyện Tết bên mình đó là sẽ canh đúng cái dịp Tết để mình làm bông cho nó đẹp. Năm ngoái mình cũng xuất xong một cái lô là Mỹ Xin mini thôi, khách là mới vừa đăng lên là khách chốt hết nguyên lô luôn. Còn đợt này mình sẽ làm dạng to hơn, giá trị hơn và sẽ trưng bày đẹp hơn. Cũng dạng dáng bay á, thì khách của mình hiện tại là rất là ưng cái dáng bay, dáng ngã đổ một bên á. Ok nhé, hãy đợi Tết này là cái cảnh xe đét sẽ tiên phong về vấn đề là Mỹ Xin dáng bay bonsai cho anh chị để ngắm nhé. Rồi, mình chân thành cảm ơn anh chị nhiều ạ.